Xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của xe đạp Bi. Trong video ngày hôm nay mình sẽ mang đến cái chiếc xe trâu Nhật bãi thương hiệu là Sersa. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người chi tiết về cái chiếc xe này. Đầu tiên là về cái phần ngoại hình thì xe này ngoại hình mình có tút nhẹ là cái màu sơn rồi, và màu sơn mọi người thấy trên xe nó không phải là cái màu sơn zin. Màu sơn zin nó cũng như vậy nè, nhưng mà nó có trầy xước một chút xấu chỗ, thành ra là mình giảm tốt lại màu sơn để cho cái màu sơn ở trên xe nó đều màu hơn. Cấu tạo toàn bộ là khung sườn thép, và cái kiểu dáng khung sườn này nó có mấy cái rắc co á, nhìn nó cũng khá là cổ điển. Những chi tiết phụ tùng thì đa số là zin nguyên bản theo xe, từ cái phần yên xe đến cả sâm với lại lốp. Đây là cái yên zin. Xe này được trang bị cái baga ngoài sau á, nó cũng là zin theo xe, nhưng cái baga này nó có bị reset, thành ra là mình có tút lại cái màu sơn ở chỗ cái baga. Câm xe là inox và nó sẽ không bị reset. Vành nền cũng là vành nền inox thương hiệu Araya. Cái dòng xe kiểu như vậy nó sẽ khá là giống với cái xe đưa thư, cái xe màu đỏ mà mấy hôm trước mình có giới thiệu với mọi người. Nó giống về cái phần ngoại hình là nó sử dụng cái phanh kiểu kiểu giống như cái chiếc xe đưa thư kia, nhưng mà mọi người sẽ thấy được cái giá trị của nó nằm ở cái phần ống sườn. Thì thường mấy cái xe đưa thư á, nó ống sườn là hai cái ống từ phía dưới nó đâm lên, còn cái xe này là cái ống sườn đòn ngang. Mà mấy cái xe kiểu như vậy, cái ống sườn đòn ngang nó sẽ rất là có giá trị. Ở đây là cái chung zin của xe. Chung zin này ở bên trong mình tháo ra cho mọi người thấy ở trên video á, thì nó làm bằng bằng sắt bằng thép hết à, thành ra nó rất là cứng, và ngoại hình của cái chuông này còn rất là đẹp, rất là sáng và bóng. Cái chuông này thì mọi người nên giữ kỹ chứ giá trị của cái chuông nó cũng khá là cao. Phía trước khung sườn thì nó vẫn còn cái tem hãng của cái xe này, nó đóng ở trên cái khung. Thường thì theo mình được biết là mấy cái xe nào mà nó còn cái tem phía trước khung giống như vậy thì nó cũng sẽ có giá trị hơn là những cái chiếc xe mà không có cái tem gì ở trên khung. Những chi tiết phụ tùng ở trên xe này mình thấy nó khá là mới, như cái phần đùm trước đùm sau hay là cái dàn chắn bùn. Chỉ có một cái khuyết điểm nhỏ mình thấy là cái lốp ở phía trước hai bên nó hơi bị răng nứt một tí rồi, nhưng mà nó vẫn còn sử dụng được bình thường, không có vấn đề gì cả. Kích cỡ của lốp xe này là 26 inch nhân cho 1 3/8. Cái xe này nó vẫn còn cái pedal zin theo xe nữa. Bây giờ thì mình sẽ quay qua phía bên còn lại, mình đo cái phần ống đứng, ống ngang để cho mọi người xem là nó sẽ hợp với người cao khoảng bao nhiêu. Về cái phần ống đứng của xe, mình đo được nó có kích cỡ tầm khoảng chừng gần 52. Đây là mình đo cái thông số từ cọc yên đến trục giữa, khoảng khoảng 52. Còn cái phần ống ngang khi mà đo song song với mặt đất thì nó sẽ khoảng là 55. Cho nên xe này nó hợp với người cao từ khoảng 1m65 trở lên, tốt nhất là khoảng 1m70 đến 1m80 trở lại đi khá là ok. 1m65 cũng được, mà có thể là phải hạ yên thấp xuống khá là nhiều. Đây là nguyên lý hoạt động của cái phanh ở phía sau, mình đang phanh cho mọi người xem cho thực tế. Trên video thì mình giới thiệu cũng khá là cụ thể, nếu mà mọi người xem thấy còn chưa có rõ, còn những thắc mắc hoặc là muốn xem hình ảnh chi tiết với lại cụ thể hơn thì cứ kết bạn Zalo với mình, số điện thoại thì mình đã có để sẵn ở góc màn hình. Rồi khi mà kết bạn Zalo á, mình sẽ gửi hình ảnh cụ thể hơn cho mọi người. Đến đây thì cũng kết thúc video rồi. Nhớ bỏ một chút thời gian ấn đăng ký kênh YouTube xe đạp Bi để xem thêm nhiều những cái xe thể thao khác, xe Nhật bãi khác mà mình giới thiệu. Xe đạp Bi chân thành cảm ơn.